Cô chào các em. Bắt đầu từ tiết học này, chúng ta chuyển sang học về bài mới, đó là miêu tả cây cối. Cây cối có ở xung quanh chúng ta, gắn bó mật thiết và mang lại nhiều ích lợi cho đời sống con người. Cây cối dâng cho đời bao trái ngọt, mang đến bóng mát giữa những buổi trưa hè oi ả. Và không thể không nhắc tới những loài hoa mang thông điệp của cuộc sống. Vậy làm thế nào để có thể tái hiện sống động ngôn ngữ của những loài cây? Trước hết, chúng ta cần nắm được cấu tạo của một bài văn miêu tả cây cối. Trong bài học này, các em cần đạt được những yêu cầu sau đây. Về kiến thức, các em nắm được cấu tạo của một bài văn miêu tả cây cối. Về kỹ năng, em lập được giản ý miêu tả một cây ăn quả quen thuộc. Về thái độ, em luôn có thói quen quan sát cây cối. Qua đó, giáo dục phẩm chất biết yêu quý cây cối xung quanh mình. Bài học hôm nay gồm có 3 phần. Đó là phần nhận xét, ghi nhớ và luyện tập. Trước hết, chúng ta cùng đi vào phần nhận xét. Các em đọc yêu cầu đề và cho cô biết bài tập có mấy yêu cầu, là những yêu cầu gì? Bài đọc có 3 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là chúng ta phải đọc bài. Yêu cầu thứ hai, các em chia đoạn. Và yêu cầu thứ ba, các em xác định nội dung của từng đoạn trong bài. Sau đây, cô mời các em đọc đoạn văn Bãi Ngô của nhà văn Nguyên Hồng. Bãi Ngô. Bãi Ngô quê em ngày càng xanh tốt. Mới dạo nào, những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng. Những lá ngô rộng dài trổ ra mạnh mẽ, nõn nà. Trên ngọn, một thứ búp như kết bằng nhung và phấn vươn lên. Những đàn bướm trắng, bướm vàng bay đến, thoáng đỗ rồi bay đi. Núp trong cuống lá, những búp ngô non nhú lên và lớn dần. Mình có nhiều khía vàng vàng và những sợi tơ hung hung bọc trong làn áo mỏng óng ánh. Trời nắng chang chang, tiếng tu hú gần xa gian gian. Hoa ngô sơ xác như cỏ may, lá ngô quắt lại rủ xuống. Những bắp ngô đã mập và chắc, chỉ còn chờ tay người đến bẻ mang về. Mình vừa cùng nhau đọc bài văn tả bãi ngô. Cô mời các em quan sát hình ảnh. Đây là cảnh một bãi ngô. Những cây ngô đang lớn lên thật xanh tốt. Ngô thường được trồng rất nhiều thành những cánh đồng rộng lớn trên các bãi đất ven sông, nên người ta gọi là bãi ngô. Các em tiếp tục thực hiện yêu cầu 2-3 của bài, chia đoạn và xác định nội dung của từng đoạn. Bài văn Bãi Ngô có thể chia thành mấy đoạn? Mỗi đoạn từ đâu đến đâu? Các em đánh số thứ tự các đoạn bằng bút chì vào sách giáo khoa và ghi nội dung các đoạn ra nhé. Bài văn chia làm 3 đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho đến nõm nà. Đoạn 2, trên ngọn, một thứ búp như kết bằng nhung và phấn vươn lên, cho đến những sợi tơ hung hung bọc trong làn áo mỏng óng ánh. Đoạn 3, từ trời nắng chang chang cho tới hết. Căn cứ vào đâu mà chúng ta chia bài thành 3 đoạn? Căn cứ vào vị trí xuống dòng và nội dung của từng đoạn, chúng ta sẽ chia bài thành 3 đoạn. Sau đây, các em sẽ cùng nhau suy nghĩ và nêu nội dung của từng đoạn. Nội dung của đoạn 1
Đó là giới thiệu bao quát về bãi ngô, sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của những cây ngô. Đọc đoạn văn, em cho cô biết câu văn nào miêu tả bao quát bãi ngô? Đó là câu đầu tiên của bài. Bãi ngô quê em ngày càng xanh tốt. Những từ ngữ nào cho chúng ta thấy được sự phát triển rất nhanh của cây ngô? Mới dạo nào, chỉ ít lâu sau là những từ chỉ thời gian cho chúng ta biết được cái mức độ phát triển rất nhanh của cây ngô. Vậy trong một thời gian ngắn như vậy, chi tiết nào cho ta biết cây ngô phát triển rất mạnh mẽ? Mới dạo nào, những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây và trổ ra mạnh mẽ, nõn nà. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với đoạn 2 của bài. Mời các em đọc thầm đoạn 2 và cho cô biết nội dung của đoạn 2 là gì? Nội dung của đoạn 2 tả cây ngô trong giai đoạn xa hoa và trổ bắp. Em đọc đoạn văn và suy nghĩ xem chi tiết nào cho biết cây ngô trong giai đoạn ra hoa và trổ bắp. Bộ phận được tác giả tập trung miêu tả chính là búp ngô. Búp ngô chính là hoa ngô đấy các em ạ. Ban đầu thì búp mới vươn lên. Sau một thời gian, búp ngô phát triển thành những búp ngô non nhú lên và lớn dần. Cô mời các em đến với đoạn 3 của bài. Đọc đoạn 3 và cho cô biết chi tiết nào tả hoa và lá ngô khi cây ngô trong giai đoạn đã có thể thu hoạch. Tác giả tiếp tục tả bãi ngô trong thời kỳ những bắp ngô đã chín và có thể thu hoạch. Lúc đó thì hoa ngô sơ sáp, lá ngô quắt lại rủ xuống. Tất cả như dồn tụ các chất dinh dưỡng để nuôi bắp. Ngày tháng dần trôi, những bắp ngô giờ đây đã mập và chắc, chỉ còn chờ đến vụ thu hoạch. Vậy, qua nội dung mình vừa tìm hiểu, em chưa có biết nội dung của đoạn 3 là gì? Nội dung của đoạn 3 tả hoa và lá ngô khi cây ngô trong giai đoạn đã có thể thu hoạch. Cô khen chúng mình đã xác định đúng nội dung từng đoạn của bài bãi ngô. Cô mời các bạn đọc lại nội dung của bài. Đoạn 1. Giới thiệu bao quát về bãi ngô, sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của những cây ngô. Đoạn 2. Tả cây ngô trong giai đoạn ra hoa và trổ bắp. Đoạn 3. Tả cây ngô trong giai đoạn đã có thể thu hoạch. Dựa vào nội dung đoạn vừa tìm được, em cho cô biết tác giả đã tả bãi ngô theo trình tự nào? Để tả bãi ngô, tác giả giới thiệu bao quát bãi ngô, rồi tả từ cây ngô khi còn bé như cây mạ non, cho đến khi lớn rồi, ra bắp và thu hoạch. Trình tự miêu tả như vậy là miêu tả theo từng thời kỳ phát triển của cây, hay còn gọi là trình tự thời gian. Cô mời các em nhắc lại về trình tự miêu tả trong bài bãi ngô. Bằng cách miêu tả theo trình tự thời gian, chúng ta dễ dàng hình dung ra được cây ngô từ khi còn bé xíu đến lúc những bắp ngô đã mập và chắc, có thể thu hoạch về. Vậy còn có cách miêu tả nào khác không? Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu phần thứ hai. Vào mỗi dịp Tết đến xuân về, bên những cành đào hồng thắm, những cành mai vàng tươi lại cùng nhau khoe sắc. Có rất nhiều loài mai, như mai vàng, nhất chi mai, mai yên tử, và không thể không nhắc tới giống mai tứ quý. Chúng ta cùng tìm hiểu bài Mai tứ quý của tác giả Nguyễn Vũ Tiềm. Đọc yêu cầu đề và cho cô biết bài có mấy yêu cầu. Bài có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là chúng ta đọc nội dung của bài Cây Mai Tứ Quý. Yêu cầu thứ hai là các em sẽ so sánh trình tự miêu tả bài Cây Mai Tứ Quý với trình tự miêu tả bài Bãi Ngô.
Bài cây mai tứ quý, chúng ta đã làm quen trong phần bài tập chính tả. Để thực hiện yêu cầu bài tập 2, trước hết, các em cần đọc thầm bài văn, chia đoạn và xác định nội dung của từng đoạn. Các bạn ghi nhanh nội dung ra nhé. Sau đây, cô mời các em đọc bài văn. Cây mai tứ quý. Cây mai cao trên 2 mét, dáng thanh, thân thẳng như thân trúc, tán tròn tự nhiên, xòe rộng ở phần gốc, thu dần thành một điểm ở đỉnh ngọn. Gốc lớn bằng bắp tay, cành vươn đều, nhánh nào cũng rắn chắc. Mai tứ quý nở 4 mùa, cánh hoa vàng thẫm xếp thành 3 lớp, 5 cánh dài đỏ tía như ức gà chọi, đỏ suốt từ đời hoa sang đời kết trái. Trái kết màu chín đậm, óng ánh như những hạt cườm, đính trên tầng áo lá lúc nào cũng sum xuê một màu xanh chắc bền. Đứng bên cây ngắm hoa, xem lá, ta thầm cảm phục cái mầu nhiệm của tạo vật trong sự hào phóng và lo xa. Đã có mai vàng rực rỡ, góp với muôn hoa ngày Tết, lại có mai tứ quý cần mẫn, thịnh vượng quanh năm. Hãy cho cô biết bài văn có thể chia thành mấy đoạn? Bài văn có thể chia thành 3 đoạn. Đoạn 1, từ cây mai cao trên 2 mét cho tới cành vươn đều, nhánh nào cũng rắn chắc. Đoạn 2, mai tứ quý nở 4 mùa cho tới lúc nào cũng sum suê một màu xanh chắc bền. Đoạn 3 là phần còn lại. Đây là hình ảnh của cây mai tứ quý. Sau đây, các em sẽ đọc thầm nội dung của từng đoạn và cho cô biết nội dung của mỗi đoạn là gì. Nội dung của đoạn 1, giới thiệu và tả bao quát cây mai. Ở đoạn 1, tác giả giới thiệu bao quát cây mai qua một số bộ phận. Về chiều cao, về dáng, về thân, nhánh tán, gốc, cành và nhánh. Chiều cao của cây mai được tác giả miêu tả cao trên 2 mét, dáng thanh, thân thẳng như thân trúc, tán tròn tự nhiên, xòe rộng và thu dần ở một điểm. Gốc lớn bằng bắp tay, vươn đều, nhánh nào cũng rắn chắc. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với đoạn 2. Đọc đoạn 2 và cho cô biết nội dung của đoạn là gì? Nội dung của đoạn 2 là tả cánh hoa và trái mai. Nếu như ở đoạn 1, thân cành lá chỉ được tả bao quát, thì ở đoạn 2, tác giả đã đi sâu vào tả cánh hoa và trái mai, hay còn gọi là quả mai, một cách rất kỹ càng và chi tiết, để làm nổi bật đặc điểm của cây mai. Cánh hoa được tác giả miêu tả có màu vàng thẫm, và khi những cánh mai vàng này rụng đi, thì từ đài hoa, từ màu xanh chuyển sang màu đỏ. Cây mai lúc bấy giờ như có những bông hoa mới với cành đài đỏ tía mà tác giả so sánh như ức gà chọi. Thời gian dần trôi, cây ra trái, trái mai kết màu chín đậm, óng ánh như hạt cườm. Chúng ta cùng chuyển sang đoạn văn thứ ba. Đọc đoạn văn, em thấy tác giả đã có những suy nghĩ gì khi đứng ngắm hoa, xem lá, khi đứng ngắm cây mai tứ quý? Tác giả đã thầm cảm phục cái mầu nhiệm của tạo vật. Nếu những cây mai khác như mai vàng chỉ nở một lần để báo hiệu xuân sang, thì cây mai tứ quý lại nở 4 mùa quanh năm. Nó chăm chỉ, cần mẫn, mang lại sự thịnh vượng cho mọi nhà. Những suy nghĩ, những tình cảm của loài cây được miêu tả chính là cảm nghĩ của tác giả. Như vậy,
là chúng ta đã xác định được nội dung các đoạn của bài văn Tả cây mai. Để tả cây mai tứ quý, tác giả đã miêu tả nó thật rõ nét, lần lượt từng bộ phận của cây, tả bao quát, dáng, thân, gốc, cành, và tả kỹ hoa và quả mai. Với cách miêu tả đó, chính là cách miêu tả theo trình tự không gian, tức là tả từng bộ phận của cây. Để so sánh trình tự miêu tả với bài Bãi Ngô, cô mời các em đọc lại các đoạn của cả hai bài văn. Qua bài tập 1, bài văn Bãi Ngô được tác giả tả theo từng thời kỳ phát triển của cây. Còn bài Cây Mai Tứ Quý, tác giả tả từng bộ phận của cây hay còn gọi là tả theo trình tự không gian. Đây chính là hai cách miêu tả trong bài văn miêu tả cây cối. Tuy hai bài văn được tác giả miêu tả theo trình tự khác nhau, nhưng phần mở đầu có điểm gì chung? Đó là đều giới thiệu bao quát hay tả bao quát về cây. Nội dung tiếp theo, phân bài, nêu đặc điểm từng thời kỳ phát triển của cây hoặc tả từng bộ phận của cây. Phần cuối bài, bài văn Cây Mai nêu cảm nghĩ, còn bài văn Bãi Ngô thì tác giả lại kết lại. Những bắp ngô đã mập và chắc, chỉ còn chờ tay người đến bẻ mang về. Bãi ngô rất đẹp, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất đối với tác giả, đó chính là cảm nghĩ về cây hoặc ích lợi của cây. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối. Vậy dựa trên nội dung hai bài văn vừa tìm hiểu, em cho cô biết, bài văn miêu tả cây cối gồm có mấy phần? Và là những phần nào? Chúng mình cùng chuyển sang phần thứ hai của bài, đó là phần ghi nhớ. Dựa trên nội dung của hai bài văn vừa tìm hiểu, em cho cô biết bài văn miêu tả cây cối gồm mấy phần và là những phần nào? Cấu tạo của một bài văn miêu tả cây cối gồm 3 phần. Mở bài, tả hoặc giới thiệu bao quát về cây. Thân bài, tả từng thời kỳ phát triển của cây hoặc tả từng bộ phận của cây. Kết bài, nêu ích lợi của cây, ấn tượng đặc biệt hoặc tình cảm của người tả. Vừa rồi chúng ta đã được tìm hiểu về cấu tạo và trình tự miêu tả bài văn tả cây cối. Bây giờ, để giúp các em nắm chắc hơn, chúng ta cùng chuyển sang phần luyện tập. Cô mời các em đọc giúp cô yêu cầu của bài 1 và cho cô biết bài tập có những yêu cầu nào. Bài đọc gồm có những yêu cầu sau. 1. Các em đọc bài. 2. Xác định trình tự miêu tả. Chúng mình đã nhìn thấy cây gạo bao giờ chưa? Cô giới thiệu với các em, đây là cây gạo đấy. Đó là một loại cây thân gỗ, sống lâu năm, ra hoa vào mùa xuân, hoa khá to, màu đỏ rực rỡ. Khi hết mùa hoa, quả gạo xuất hiện. Vậy cây gạo đẹp như thế nào? Tác giả đã miêu tả ra sao? Cô mời các em đọc thầm toàn bài. Cây gạo. Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân. Cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mới đến là có ngay mấy bông gạo lìa cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúi xuống. Những cánh hoa đỏ rực, quay tít như trong tróng, nom thật đẹp. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn á, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ. Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh. Những bông hoa đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo múc mít, hai đầu thon vút như con thoi. Sợi bông trong quả đầy dần, căng lên, những mảnh vỏ tách ra cho các múi bông nở đều, chín như nồi cơm chín đội vung mà cười, trắng lóa. Cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới.
Để biết cây gạo được tác giả miêu tả theo trình tự nào, các em hãy chia đoạn và xác định nội dung của từng đoạn. Bài này sẽ chia thành 3 đoạn. Đoạn 1. Từ đầu, cây gạo già mỗi năm trở lại tuổi xuân, cho đến những cánh hoa đỏ rực quay tít như trong trống, non thật đẹp. Đoạn 2. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn, cho đến những đứa con về thăm quê mẹ. Đoạn 3. Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh cho tới hết. Đọc đoạn văn, em thấy tác giả tả cây gạo theo trình tự nào? Tác giả tả cây gạo theo trình tự từng thời kỳ phát triển của cây. Tại sao em nhận ra được tác giả tả theo trình tự từng thời kỳ phát triển của cây? Em thấy tác giả tả cây vào những thời điểm nào? Quan sát đoạn 1, em sẽ nhìn thấy nội dung của đoạn 1. Đó là tả bao quát cây vào mùa hoa. Ngay từ những từ ngữ đầu tiên, cho chúng ta thấy được cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Đoạn 2. Tả khi hết mùa hoa. Hết mùa hoa, cây gạo trở về với dáng vẻ trầm tư, xanh mát. Ở đoạn 3. Tả cây gạo già khi có quả. Ở đoạn này, các em thấy bộ phận nào được tác giả tập trung miêu tả trong đoạn văn này không? Đó chính là quả gạo đấy các em ạ. Đoạn văn này, tác giả miêu tả cây gạo khi quả gạo đã già. Qua việc xác định nội dung chính của từng đoạn, các em có nhận thấy nhà văn Vũ Tố Nam đã miêu tả cây gạo theo trình tự nào? Tác giả đã miêu tả cây gạo theo trình tự từng thời kỳ phát triển của cây. Cây gạo trong bài được miêu tả theo thời kỳ phát triển của bông gạo. Tác giả tả từ lúc hoa gạo còn đỏ mọng đến lúc mùa hoa hết, rồi những bông hoa gạo trở thành những quả gạo, những mảnh vỏ tách ra để lộ bông gạo trắng tinh. Rõ ràng, tác giả phải có sự quan sát rất tinh tế, tỉ mỉ mới phát hiện ra được sự thay đổi của cây gạo theo thời gian như thế. Mặc dù chúng ta lựa chọn miêu tả cây cối theo trình tự thời gian, nhưng chúng ta vẫn cần phải lựa chọn những bộ phận, những chi tiết nổi bật trong thời kỳ phát triển của cây. Qua bài tập 1, chúng ta đã được tìm hiểu thêm về một bài văn miêu tả cây cối theo trình tự thời gian. Bây giờ, các em vận dụng những hiểu biết đó vào việc lập dàn ý một bài văn tả cây ăn quả. Cô mời các bạn đọc yêu cầu bài tập 2. Bài tập 2 yêu cầu chúng ta lập dàn ý, miêu tả một cây ăn quả và theo hai cách như sau. Cách 1, tả lần lượt từng bộ phận của cây. Cách 2, tả lần lượt từng thời kỳ phát triển của cây. Trước hết, chúng ta cần hiểu về cây ăn quả để lựa chọn cho đúng. Cây ăn quả là những cây mà quả của nó được dùng làm thức ăn. Có thể kể đến như cây chuối, cây xoài, cây vải. Cây ăn quả cũng rất đa dạng. Có cây thân gỗ như cây cam, cây bưởi, cây mít. Lại có cây thân leo như cây dưa hấu, cây cà chua. Có những loại quả mang cho chúng ta vị ngọt như mít, như dừa. Nhưng lại có những loại quả mang cho chúng ta vị chua chua như quả dứa, quả khế, quả xoài. Vậy khi tìm ý để lập dàn bài, các em cần lựa chọn những cây thật gần gũi mà chúng mình đã được nhìn thấy để dễ hình dung về đặc điểm của cây. Không cần tả hết các bộ phận của cây, chỉ cần chọn những chi tiết đặc trưng, tiêu biểu, làm nổi bật đặc điểm của cây. Nếu tả theo sự phát triển của cây thì cũng không nhất thiết tả hết các thời kỳ. Với cây ăn quả nên cần tập trung vào thời kỳ ra hoa, kết quả. Có thể tả hình dáng, kích thước hay hương vị của quả.
có thể miêu tả cả quá trình của quả từ lúc còn xanh hay đã chín. Dưới đây, cô mời các em cùng quan sát một dàn ý tả cây chuối được miêu tả theo trình tự theo từng thời kỳ phát triển của cây. Cô tin rằng khi các em đã nắm chắc được cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối và lựa chọn được trình tự miêu tả phù hợp, các em sẽ lập được một dàn bài về cây ăn quả mà mình yêu thích. Bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.